Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Mạc Hồng Quân phủ nhận tin đồn cưới Kỳ Hân vào tháng 6. Một số thông tin cho rằng Kỳ Hân đang tất bật chuẩn bị đám cưới với Mạc Hồng Quân vào tháng 6. Hôm qua ngày 19 tháng 5, một số trang báo điện tử đã đưa tin người mẫu Kỳ Hân và cầu thủ Mạc Hồng Quân đang tất bật chuẩn bị đám cưới tại quê nhà vào tháng 6 tới. Họ cũng vừa gấp rút thực hiện một bộ ảnh cưới tại Sài Gòn. Thông tin này được cho là một người bạn thân của chân dài 21 tuổi tiết lộ. Tin đồn này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người theo dõi sát sao tình trường, lắm tai tiếng của chân sút khoác áo đội tuyển Than Quảng Ninh từ năm 2015 đến nay. Một số cư dân mạng lên tiếng chỉ trích Mạc Hồng Quân bạc tình, bởi tên cũ của anh là hot girl Lee Cook vừa mang nặng đẻ đau con trai của cả hai được hơn một tháng. Thế nhưng, cho đến khi người trong cuộc lên tiếng, thì tất cả những thông tin xung quanh đám cưới này chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Chúng tôi đã nối máy với Mạc Hồng Quân để có câu trả lời. Chân sút Việt Kiều cho hay, anh đã biết đến tin đồn này từ hôm qua ngày 19 tháng 5, nhưng chưa biết ai là người tung ra nó. Khi anh và Kỳ Hân chưa chính thức lên tiếng khẳng định, thì mọi thông tin về đám cưới này đều là sai sự thật. Tôi đang ở Quảng Ninh, làm sao có chuyện đi chụp ảnh cưới ở Sài Gòn. Hiện giờ, tôi vẫn chưa muốn nói gì về đám cưới với Kỳ Hân. Khi nào đến, nó sẽ đến thôi. Còn mọi người muốn đông đại thì tôi không cản được, chân sút Việt Kiều cho hay. Đây không phải là lần đầu tiên showbiz Việt rộ lên tin đồn cặp đôi người mẫu cầu thủ làm đám cưới. Trước đó, qua những dòng trạng thái úp mở của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân, nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung một nhà. Ngày 26 tháng 4, lần đầu tiên Kỳ Hân gọi bạn trai là chồng và xưng vợ thân mật trên Facebook cá nhân. Đây được coi là một bước ngoặt mới trong mối quan hệ của hai người. Đầu tháng 5 2016, chân dài 21 tuổi tiếp tục đăng tải một bức ảnh bạn trai Mạc Hồng Quân mặc vest lịch lãm, đứng cạnh dàn trai đẹp. Bức ảnh này cũng làm nảy sinh tin đồn Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân chụp ảnh cưới hoặc làm lễ ăn hỏi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.